đang xì xì luôn đấy, bôi dầu cao. Hôm trước em làm chân em cũng bị như thế này đấy. Em bôi một cái dầu dầu gì, dầu trưởng sơn hay dầu gì cứ có dầu gió được, dầu nóng đấy. Đây đen xì luôn này. Đấy. Bệnh nhân bị nhiễm hàn nặng, có người là đánh ngày nào cũng đánh mà mất khoảng tháng, hơn tháng nó mới hết đen đấy. Có bệnh nhân thì cũng chỉ vài ngày là hết, cũng tùy từng người. Đây cái khu vực này là đại trường này, đây là đây là vùng thận này, đây là vùng đại trường này. Vùng phía bên này thì đỡ hơn, à giờ nó mới bắt đầu ra này, chứ cũng chả phải đỡ hơn. Khu vực này thì đúng ra nhưng mà ra ít hơn có khu vực sườn bên này. Chỗ là cô bị đen đúng hết, đen không gì bị đen mà.